Hi, xin chào quý vị. Rất vui gặp lại quý vị trên kênh Nương Miền Tây USA. Hôm nay là ngày 14 tây tháng 1, 2021. Hôm nay mình có hai cái vấn đề xin được gửi đến quý vị. Cái vấn đề thứ nhất là về hai cái vị nữ anh hùng của Đảng Cộng Hòa, mà là hai người dân biểu mới vừa được thắng cử. Và phần 2 là về những ông mà trong cái quốc hội đó, hiện giờ những ông này cũng đã đổi ý, và cũng theo theo mình nghĩ thì đổi ý đây để lấy mặt mũi lại trước khi cái ngày 20 tây tháng 1 này. Ok, mời quý vị vào thêm chi tiết để xem là ai và ai là hai nữ vị anh hùng này. Mời quý vị. Ngày hôm qua là ngày 13 tây tháng 1, có một bà dân biểu mới đắc cử vừa qua. Bà là dân biểu ở tiểu bang Georgia. Bà tên là Julie Tajin. Bà tuyên bố là bà sẽ đại diện cùng một số cử tri sẽ đang hạch ông Joe Biden nếu ông nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tây này. Là ngày 21 tây bà sẽ đàn hạch, làm cái cuộc đàn hạch ông Joe Biden. Bà nói bà đã soạn sẵn cáo trạng để đàn hạch ông Joe Biden về những cái hoạt động của ông với cùng với những cái nước ngoài, về vấn đề mà năng lượng đó, cùng với Trung Quốc và Iran. Ông đã làm ăn với hai cái nước này và những cái nước khác thì những cái chuyện khác nữa, nhưng bà sẽ chú trọng về vấn đề mà ông đã làm ăn với hai cái nước này, Trung Quốc và Iran, về vấn đề năng lượng. Ông phải trả lời cho Quốc hội và toàn dân Mỹ biết rõ về việc này, vì nếu ông là một tổng thống đó là cái chuyện bà này, là bà nói như vậy á. Và bà còn có thắc mắc này nữa: nếu mà ông Joe Biden lên làm tổng thống rồi thì liệu con trai của ông là ông Hunter Biden có lợi dụng cha mình là tổng thống để làm thêm những cái chuyện khác nữa không, chẳng hạn như là những cái công ty này á, bắt ông con trai của ông là Hunter Biden đó là phải giống như lợi dụng cái ông này là con của tổng thống thì phải làm phải uy hiếp ông Biden để mà sau này để họ làm để điều hành cái chính sách và nguồn máy của quốc gia Hoa Kỳ hay không, để làm những cái chuyện này đó. Bà thắc mắc là vậy, bà lo sợ không biết rồi ông Biden có bị con trai ông là Hunter Biden sẽ kiểm soát những cái chính sách của Hoa Kỳ này để mà làm những cái chuyện gì ngoài cái chuyện buôn bán nữa không. Cho nên bà lo sợ, bà thắc mắc và lo sợ đó. Cho nên bây hiện giờ bà chờ ông, nếu ông thật ông là người lên đăng vị tổng thống ngày 20 tây thì 21 tây tháng 1 là bà sẽ nộp đơn lên và là đàn hạch ông liền, vì để hỏi cho nó rõ. Tại vì những người dân Mỹ ở đây, hơn 70 mấy triệu người đã từng bầu cho ông tổng thống Trump đó, thì họ cũng sẽ muốn biết rõ coi những cái việc mà ông đã từng đi làm ăn cùng những cái nước ngoài này, cùng với con trai ông thì có như vậy hay không. Ông phải nói rõ cho toàn dân nước Mỹ biết và cho những người dân biểu trong quốc hội biết luôn đó, để không thôi những người dân, người ta sẽ không có chấp nhận. Những người dân đã bị bầu ra cho tổng thống đó, thì họ sẽ không chấp nhận. Người ta phải biết rõ coi ông có làm những cái chuyện này hay không. Để không thôi rồi ông lên làm tổng thống và ông lại tiếp tục làm những cái chuyện này mà che giấu những người dân và những người trong quốc hội để làm những cái chuyện này, để là đầu tư cái lợi riêng cho mình, thì cái chuyện đó nếu xảy ra thì sao? Đó thì bà này bà nói sẽ là đàn hạch ông nếu ông mà lên nhậm chức tổng thống ngày 20 tây này. Đó là một trong những người người hùng người người nữ người nữ nữ anh hùng nha quý vị. Và còn một bà nữa, cũng ngày hôm qua
bà đã lên Twitter, bà nói là bà sẽ mang súng và trong người bà đi vào trong quốc hội, trong tòa Bạch Ốc, bà nói như vậy. Bà có quyền, tại vì bà có giấy phép để được mang súng vào tòa Bạch Ốc. Đó. Vì cái chuyện xảy ra như thế này, ngày hôm qua bà đã vào quốc hội. Bà cũng là một người dân biểu bên Cộng hòa luôn mà thuộc về Hạ viện, mới đắc cử luôn quý vị. Thì bà có vừa vô tới cái cửa của quốc hội thì bà có một cái máy để mà rà soát kim loại đó. Của bà Nancy, bà vừa lắp ráp một cái máy ngay cửa quốc hội luôn. Những ai bất cứ nhân viên hay những người nào vô quốc hội là phải rà soát có kim loại trong cái bóp mình hay không, hay trong người mình hay không, giống như ở phi trường vậy quý vị. Thường ta có cái máy rà để mà coi có vũ khí với những cái gì giặt bén rồi gì hay không, đại khái vậy. Thì bà Nancy mới đặt cái máy đó. Thì bà dân biểu này, bà nói có phải đây là một cái trò hề chính trị mới của bà Nancy Pelosi. Cái máy này á không thể cản trở được những cái cuộc bạo động giống như cái cuộc bạo động vừa rồi của ngày 6 tây tháng 1. Nó sẽ không cản ngăn cản được. Cái máy này không sẽ không ngăn cản được. Nếu mà họ thật sự muốn bạo động thì cái máy này chẳng làm gì được người ta hết, chẳng chẳng làm gì được hết. Cho nên bà nói cái máy này bà Nancy để đặt ra chỉ là một cái trò hề chính trị mới của bà Nancy mà thôi đó, bà nói như vậy đó. Bà nói như vậy. Bà dân biểu này tên là Laura Barber của tiểu bang Colorado. Ồ, các bạn ngầu chưa, bà cũng lên phát biểu trong cái hạ viện vừa rồi vừa qua đó. Bà cũng cũng có chống đối hùng hồ lắm các bạn. Để mình sẽ tìm cái clip của bà để cho các bạn xem cái video của bà lúc bà phát biểu trong hạ viện ngày hôm qua, ngay ngày 13 tây đó, để mà impeach ông tổng thống đó, để mà luận tội ông tổng thống đó. Đó, bà nói rất là hay. Để rồi mình sẽ cập nhật cái video các bạn, rồi mình sẽ nói thêm về cái video đó. Thì đại khái là như vậy. Thì bà nói là còn cái bà này nữa, còn một bà mà mình nói mà cho cái bà Jean á, thì bà nói là ngoài cái chuyện này ra thì bà thêm cái câu này nữa. Là bà nói là bà đã mệt mỏi với những thành viên đảng Cộng Hòa đã để cho đảng Dân Chủ làm loạn cái đất nước Mỹ này, và về cái vị trí của họ. Ngay bây giờ là lúc những dân biểu đảng Cộng Hòa phải đứng lên và làm tốt hơn cho trong quốc hội. Đó, bà lên cái câu đó luôn á quý vị. Bà nói tuyên bố như vậy luôn, là nói là những người dân biểu của đảng Cộng hòa phải đứng lên, đây là lúc đứng lên để mà làm tốt hơn cho quốc hội, chứ không phải làm con rùa rụt đầu mà ngồi đó chỉ vì những cái chức vị của mình, mà ngồi im ru đó không có phản đối gì hết. Những cái hành động mà làm ngồi im ru làm con rùa rút đầu này đã tạo ra cho đảng Dân Chủ lạm dụng thêm để tạo ra cái xã hội này, cái quốc hội này nó xấu hơn. Nó ý là bả là như vậy. Thì bây giờ những người đảng dân bên đảng Cộng hòa đó, dân biểu đảng Cộng hòa phải đứng lên để nói ra cái lời đúng, những cái việc đúng để không có còn xảy ra cái chuyện này nữa. À, bà nói vậy. Thì trong cái vấn đề kế của mình tính nói là về vấn đề ông Sidney Graham đó, và ông cũng đã đứng lên là không đồng nói với ông Joe Biden á, là phải hủy bỏ cái vụ mà impeachment ông tổng thống, là vụ vụ mà luận tội đó.
Tại vì ông Biden đã từng lên nói nếu mà ông đắc cử á, ông sẽ làm cho trong quốc hội hòa bình lại và giống như đoàn kết lại. Mà bây giờ ông Graham này ông thấy càng ngày càng đi xa, càng làm cho quốc hội những người lưỡng viện càng ngày càng cách xa nhau. Ông nói là phải hủy bỏ, phải ngừng lại, không có nên tố tội ông tổng thống nữa. Làm như vậy rồi không đúng. Thì ông đã từng lên nói như vậy, mà ngày hôm qua ông cũng có đứng lên là ông nói như vậy luôn. Ông nói và cả ông John Carlson ông cũng đứng lên, cũng là bên đảng Cộng hòa luôn, ông cũng là đứng lên nói như vậy. Ông nói ông và ông John Carlson và ông Sully Graham á, nói là cần phải lập ra một cái ủy ban độc lập để điều tra chuyện đã xảy ra ở quốc hội ngày 6 tháng 1 vừa qua. Độc lập ở đây có nghĩa là cái nhóm người này không có thuộc đảng Dân chủ và thuộc về đảng Cộng hòa luôn, phải là nhóm 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 độc lập, là nhóm trung lập, có gì không thuộc đảng phái nào, đi ra để mà tìm kiếm có tại gì, tại sao xảy ra cái chuyện bạo động hôm 6 tây tháng 1 vừa qua. Đó đó là do hai ông dân biểu trên Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đưa ra ngày hôm qua. Còn như các bạn biết, ngày hôm qua thì ở dưới Hạ viện, Đảng Dân chủ họ đã có số cử tri nhiều, cái số bầu nhiều là đồng ý luận tội ông tổng thống đó. Cho nên họ đưa lên cho trên nghị viện ngày hôm qua. Nhưng mà cái ông nghị viện, ông Mitch Colony là ông ấy là làm đứng đầu ở chỗ thượng viện đó, thì ông Mitch Connell ông nói là thượng viện hôm nay đã đóng cửa, mở cửa lại tới ngày 19. Nhưng mà ông nói nên bác bỏ cái vấn đề luận tội ông tổng thống đi, tại vì nó không có đủ ngày giờ. Chỉ làm rối beng thêm trong quốc hội, và cũng chẳng đi tới đâu, tại vì sau ngày 20 tây thì tổng thống Trump cũng sẽ là một người thường dân. Một người thường dân thì không có được giống như luận tội ta ở trong quốc hội được. Nó thì đại khái là hiện giờ ổng cũng về phe Cộng hòa chút xíu, tại vì ổng thấy mà đâu có làm luận tội được ông tổng thống Trump đâu, mà không lấy lại mặt mũi mình chút xíu cũng phải lên tiếng để lấy lại mặt mũi mình chứ, tại ông cũng sẽ còn làm việc trong quốc hội mà quý vị. Thì sofa hai cái ông này, ông Graham này còn lúc trước cũng chống đối, tại vì ông thấy cái chuyện bạo động ngày 6 tây ông cũng chống đối, là mà không bỏ cái là về vấn đề mà cử tri đoàn đó, đó quý vị, ngày 6 tây đó ông cũng đứng chống đối luôn. Nhưng mà bữa nay cũng đứng ra cũng bên phe của ông tổng thống Trump một chút xíu, chắc cũng là muốn cũng lấy thể diện lại cho mình, tại vì thấy chắc cũng đi hơi xa rồi, để lấy chút điểm còn lại. Tại vì mấy ông này, ông Renham với ông Mark Cornell này sẽ còn ở lại để làm việc mà quý vị, sẽ còn làm việc trong quốc hội mà. Mà hai ông này là đều trong cái thượng viện của đảng Cộng chủ Cộng hòa luôn đó quý vị. Thì đại khái là chuyện xảy ra của ngày hôm qua là như vậy. Thì mình có vài lời để gửi đến quý vị, cho quý vị biết rõ thêm về hiện nay một chút xíu về trong cái quốc hội của nước Mỹ đã xảy ra cái gì, và đã có hai nữ tướng đó. Thì mình chờ coi ngày nay có tin tức gì mới nữa thì Nương sẽ gửi đến quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã bỏ ra vài phút để xem clip của Nương hôm nay. Chúc quý vị sức khỏe dồi dào. Hẹn gặp lại clip sau. Xin chào. Woman Lauren Boebert from Colorado. Đây, cái bà Lauren Glory nói to God, Madam Speaker, I rise mà đòi today mang to súng vô oppose trong this impeachment and denounce trong quốc the recent hội này quý violence on vị. the Capitol, just as I oppose the previous impeachment and the violence we've all witnessed all summer long across our great country. Make no mistake here, the hypocrisy of the left is on full display. Quote, go to the Hill, get in the face of some Congress people. We've got to fight in Congress, fight in the courts, fight in the streets. Take him behind the gym and beat the hell out of him. Bà nghe những take lời đó him, nghe ghê không? Go Bà and nhắc take lại những lời Trump bà nghe. out tonight. Sound familiar? What about the gentlewoman from New York who defended the looting?
by saying looters just wanted loaves of bread. Well, the last I checked, Best Buy and Teslas and stores of the like do not produce baked goods. Where's the accountability for the left after encouraging and normalizing violence? Rather than actually helping American people in this time, we start impeachments that further divide our country. I call bullcrap when I hear the Democrats demanding unity. Sadly, they are only unified in hate. Fired. Rồi, hết giờ. Okay, I want to show you đây her, đây này, freshman bà, from đây. Colorado. Còn trẻ trung, brand new, mạnh dạng ghê không? Scene, but she's gonna be là here ứng for cử a viên mới của now, năm nay đó quý vị. À, bà cái hình ảnh cái video này là ngày hôm qua quý vị, hôm qua bà lên trên cái hạ viện để mà những người dân chủ bên dân biểu để bầu mà để luận tội ông tổng thống Trump đó, thì bà là một người trong những người mà ủng hộ ông Trump đó. Quý vị thấy để với Trump big defender không? Dạ, bà là người đã nói là bà mang súng vô trong quốc hội đó. Rồi bị mở bóp ra, lục bóp bà không chịu, bà không cho đó quý vị. Rồi giờ chuyện này không biết là bà Nancy bà sẽ giải quyết làm sao. Tại vì bà nói ai mà xét mà trong súng trong cái trong người hoặc bóp á có mang theo những cái vật mà giống như sắt hay là nó gọi là methyl hoặc là súng á, nói chung là có súng ở trong á, những vật sắt á, thì bà sẽ phạt 5.000 đồng. À, để xem coi bà có phạt dân biểu mới thắng cử này không nha. Bà này là bà Lawrence ở Eldorado các bạn. Ok, đó là có một cái video có chứng thực là mình nói thiệt nha, là nó đúng sự thật đó, gửi đến các bạn xem luôn nha, nữ anh hùng.